Nam. Bang bang bang. Anh em gửi lời chào thân thương và chị mến và tất cả anh em, chúng ta đang có mặt tại công ty Tiến Minh. Lại với buổi tập đầu tiên trước thêm giải đấu hội doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh năm 2024. Trước mặt của chúng ta là các chàng trai như là Du Cao Lãnh, Chiến Sơ Tinh, Côn Mòm Heng, Quý Xuất và Dũng Lai anh em. Đây Dũng Lai, một buổi tập của các em anh em nhé. Sân rất là im anh em, rất là đẹp, đáng lẽ mình phát trực tiếp cho anh em nhưng mà ở đây mạng yếu quá anh em ơi, nên là thôi quay hợp like cũng được anh em nhá. Đấy, quay hợp like cũng được. Ta đến với pha cờ đồng của Quý Xuất, chàng trai vừa cùng với Sát Mẹt Cánh Hòa vô địch nội dung bãi biển toàn quốc anh em ơi. Đây là Heng và Côn Mòm này. Đây là YouTube Cambodia. Hello hello hello. Này vét kêu vét kêu vét kêu. Đây anh em. Chàng trai chúng ta cũng đã khá là quen mặt rồi, một YouTube của Cambodia anh em ạ. Đây là Thiện Du, chàng trai cũng đang có phong độ cực kỳ đẳng cấp ở giải đấu này. Giải đấu của chúng ta cho 4 ngoại binh trong sân anh em ơi. Ba cu Côn Mòm. Đây. Quá đã. Nổ sân. Một chưởng. Trời ơi, bật ngực ngang lưỡi. Nhún nhẹ ngực ngang lưỡi anh em ạ. Vét kêu. Đây, Heng này. Heng và Côn Mòm, Heng thì chiều cao hơi hạn chế tí anh em ạ, thấp hơn cả Quý Xuất nữa. Tuyệt vời chưa anh em ơi, giải đấu này toàn đội mạnh thôi, toàn cao thủ thôi anh em ạ. Chiến Sơ Lít. Chưa tính. Chúng ta bật mí một chút sơ đồ của đội bóng. Đây, huấn luyện viên trưởng Bầu Kiên In, trợ lý Dũng Lai. Đây là Quý Xuất này. Đây. Chiến Nước Ngọt, Chiến Sơ Tinh, Thiện Du. Thiện Du. Máy chắn. Đây, đẳng cấp quá anh em ơi, quá đẳng cấp luôn. Và quay khởi động nhá. Mày nói cái giật cái đấy. Mày nói bọn này có hiểu không? Hả? Nói tiếng hay là nghe được nhưng mà không hiểu. Đúng, nghe được mà không hiểu đúng không? Canam Rodisbo Linh Lai. Tuyệt vời anh em ạ. Like YouTube. No. Oh, record video. À, đến với qua không pha cái đồng của Xoáng. Vé kêu. Sau 3 anh em ơi. Vào 3 mét. Vẫn nói được tiếng Việt đôi câu 3 mét. Vé kêu. Heng nhìn những người mình anh em. Chiều cao sấp xỉ với tầm với Nguyên Ba Đùi, cao hơn chút. Chắc bằng Thiện Du anh em, thấp hơn Thiện Du. Đây này. Tuấn Khỉ đây mới ghê này. Đấy. Chấp hết một mình tao, không đàn em thằng nào. Chàng trai này cùng với Quý Xuất vừa vô địch bãi biển anh em này. Đấy, phép kêu. Bóng hơi ít anh em ạ. Kiểu này phải 7 quả khởi động thì may ra mới. Vé kêu. Đây rồi. Làm quả. Ba cu. Mất bắn.
quá đẹp. Trời ơi bật, trời ơi bật thật là dã man anh em. Quái vật, quái vật, quái vật anh em. Thiện Du này. Wow. Wood. Chẳng thua kém gì. Đồ Mỹ Phổ tái tế đó. Ê. Ê ê. Đồ Mỹ Phổ tái tế đó. Gò tái tế đó mà. Kéo phổ tái tế thế. Ừ. Một lốc. Một lốc. Đã quá anh em ạ. Tuấn sinh năm mày Tuấn? 2004. Mét 9 không? Bật sân kia quen rồi, vào sân này nhìn kiểu đơn giản đúng không? Máy chạy không thành công. Quá đã. Vào cao lên anh em ạ. Lưỡi hơi chán anh em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Xưởng sản xuất và sấy gỗ. Công ty này chuyên về gỗ anh em ạ. Hèn. Đó là hèn. Chiến đây. 3 mét, 3 mét. Ba mét, ba mét anh em ạ. Vẫn nói được, vẫn nói được là ba mét, ba mét. Khét đấy, khét đấy. Nhưng mà thua Thiện Du hết. Tôi khoái ông này thôi. Ông này đây khởi động nhưng không lên chắn chết. Đó là khuôn mòm. Em trai quyền thẳng của bèn biệt danh là màu màu thủy ủng hộ cho đội bóng này ba củ anh em. Vét kêu. Đây là Tuấn Khỉ. Trời ơi bật kìa. Bật quá là ghê anh em. Bèn mà bật vậy thì ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi dồi ôi. Bảng tá là bảng về ái hay? Hơi ít anh em ạ. 4 quả thì vừa. Chuyền ngon. Công một dàn này nữa thì trời đỡ. Thêm Dũng Lai đi libero nữa thì áo trình. Trình cơ linh kinh kinh. Đây là Tuấn Khỉ làm pha chỗ thả em ơi. Vét kêu. Chúng lại máy đi Lý à?
Dung lái. Dung lái ơi. Dung lái. Đồng lai khai phổ phôn. Đồng lai khai phổ phôn. Đẹp trai anh em. Cực kỳ đẹp trai luôn. Đi đôi giày rất là nổi bật. Chúng lại đi Libero anh em ạ. Xếp đội hình anh em ơi. Anh em nào xem của quả clip này là biết đội hình của đội bạn luôn. Số 7 này thầy Kenin này là huấn luyện viên. Huấn luyện viên anh em ạ. Chủ công đây, đối chuyền. Đối chuyền. Không biết là Dung Lai nói cái gì anh em ơi. Dung Lai lùm lúa anh em ơi. Hơn một pha ghép đội anh em nhá, 4 cánh 2 anh em nhá. 4 ngoài và 2 nội. 2 nội chúng tôi đẳng cấp. Chấp mỗi anh 2 chai rồi vào đánh, đánh hết. Đây chúng ta xem pha ghép đội này như thế nào anh em nhá, pha bóng ghép đội đầu tiên nào. Đây, một pha ghép đôi đầu tiên anh em ơi, mày chặn nó là Thiên Du và Tuấn Khỉ. Chúng ta xem Tuấn Khỉ và Thiên Du sẽ làm gì để vô hiệu hóa khả năng tấn công của Bồ Ba. Hiện tại thì chàng trai Heng sẽ đánh đối chuyền. Trong cái đó Quý Chuất và Goodmore sẽ là chủ công. Pha chạm bóng đầu tiên, đúng một quá đẹp. Đấy là Goodmore, một pha bỏ nhỏ rồi, có điểm. Bật cao nhưng mà bỏ lỗ. Bật rất cao anh em ơi. Mom chắc là cao nhất của phần sân bên này rồi. Mom cao bao nhiêu nhỉ? 1m9 mấy nhỉ? Một êm ru. Một búa. Không đi đâu được, vẫn là Thiện Du block anh em ơi. Máy chặn Thiện Du. Một kìa, quá đẹp. Đẹp rồi. Trên cần anh em. Trên cần. Bước một đẹp thế nhá. Rồi nở 3-3. Khá tốt anh em ơi. Vé kêu. Quá tuyệt vời anh em. Tiếp tục Dung Lai. Đó là pha chạm bóng hay của Tuấn Khỉ, người đồng đội của Quý Xuất ở trong bãi biển. Mà Thủy ơi, có cái tay tím lại sẽ đưa anh về đúng không trời ạ. Một búa. Chá. Thứ gì chịu nói. Thứ gì chịu nói. Hơi non rồi, 3-3. Trận bóng quá kinh khủng của Tuấn Khỉ. Khốn mòm. Đẳng cấp. Tuyệt vời anh em nhá. Đấy, nhả tạm cho anh em thế thôi để cho anh em tiếc. Ngay lên xem ở trên Volleyball lúc 7 giờ ngày mùng 5 tháng 6 anh em nhá. Volleyball BCT trên nền tảng YouTube lúc 5 giờ. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhớ chia sẻ và đăng ký kênh anh em ơi. Bye bye anh em.